Đây, gia đình đã bắt đầu đi ra đến bãi biển Trà Cổ nhá. Đây thì mấy cô cháu đang ngồi uống nước và đi tắm biển nha mọi người nhá. Nhưng mà nước biển nó hơi bị chắc là vừa mới bão xong hay sao, nước nó hơi bị đục. Nên là tắm nó cũng không được thích lắm mọi người. Nhưng sẽ quay toàn cảnh cho khán giả mọi người xem cái bờ biển nhá, của Trà Cổ nhá. Một cái nơi mà bãi biển mà Nhi cũng đã muốn đi ra từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới có cái thời gian đi ra đến Trà Cổ đấy. Thì hôm nay ra đây mọi người xem được thấy là những cái nó khác, nó lạ đây như thế nào nhá. Mọi người sẽ cùng thưởng thức và ngắm cảnh ở phía bên Trà Cổ nhá. Đấy. Đây là đi ra bãi biển Trà Cổ đấy. Năm hôm nay biển ấy quá nhỉ. Biển nay nước ấy đấy nhỉ, nước đục nhỉ. Nước hơi đục. Nhỉ. Nước hơi đục. Em gọi đi, em có mạng, anh có mạng đâu. Đấy. Minh đẹp thế nhỉ. Đi ra ngoài kia, không khỏi tránh cái nhạc đi. Đây, bạn ơi. Mát nhỉ cô nhỉ? Ra đây mát nhỉ? Đi ra ngoài kia, cô đi ra ngoài đây đi. Đi dọc vào đây xem đi. Thấy gió chưa? Đấy. Nước ở đây mọi hôm là nước biển ở Trà Cổ này lời lắm quá. Nó trong xanh lắm nhưng hôm nay đục rồi. Hôm mưa nhiều lắm vậy. Vâng.
tuyệt vời luôn mọi người. Sóng biển mênh mông. Đấy, biển sóng mọi người về nhiều chưa? Đây, đi ra đây, vâng. Đấy. Đây là tất cả những quán ăn đây. Đấy. Bây giờ là đã xong hết rồi nhé mọi người nhá, đã chơi rồi, ngồi uống nước rồi, bây giờ là ra xe. Đấy. Xin chào tạm biệt bãi biển Trà Cổ. Đấy. Rồi, bây giờ là cả đoàn nhà Nhi đã ra đến ngoài chỗ xe rồi nhá. Thì bây giờ Nhi sẽ gọi cho xe để đưa về khách sạn nhá mọi người nhá. Xong thì tiếp tục sẽ về lên trên đấy để chia sẻ với khán giả mọi người tiếp nhá. Ngoài kia. Đấy. Đi ngoài bãi biển về rồi.
Bây giờ Nhi đang đi xuống dưới chợ để ngắm dưới chợ nhé mọi người nhé, để xem là có những cái mặt hàng gì ở đây nó đặc sản này, có những cái mặt hàng gì đây nó mới mẻ nhé. Xong mai thì sẽ sang bên Trung. Đấy. Đây là những cái phố đây mọi người, đây là những gọi cho những cái tuyến phố này là giáp biên này. Đấy. Đây là chợ nha mọi người nhé, nhưng mà đến cái buổi tối chắc người ta cũng đóng cửa nhiều rồi. Đấy. Đấy, đây là những cái tuyến phố mà nó giáp biên này mọi người, rất chi là đẹp luôn, toàn những tòa nhà cao tầng. Đấy. Đấy, đây là những cái tuyến phố giáp biên nhé mọi người nhé. Đấy. Kia mọi người kìa, bên kia là cái chữ sẽ zoom to to cho mọi người nhé. Đấy, đây là cửa khẩu này. Đấy. Đấy. Bên đấy là những cái tòa nhà bên Trung Quốc nhé mọi người nhé. Đấy. Bây giờ Nhi sẽ quay xuống bên phía dưới để vào chợ nhé. Lúc Nhi đi là qua đây thì Nhi nhìn ở những cái khu phố này là thấy bán nhiều những cái đồ điện tử ấy mọi người. Đấy. Là mình xuống đây thì mình thích ngắm những cái đồ điện tử, nên là sẽ đi xem những cái đồ điện tử ở đây. Đây cũng là một khu chợ nhé mọi người nhé, những cái hàng mặt hàng điện tử ở đây mình sẽ ngắm. Nhà mình đi đâu hết? Không có đúng không? Vâng, em đi xem. Loà liệt nhiều thế.
đi cái đường này là vòng sang bên kia phải. Đi xuyên qua đâu. Đi địa đi một vòng tròn rồi. Đi khám phá và đi tìm hiểu và đi ngắm cảnh thì đúc kết thì đã quay trở về. Đấy. Bây giờ đang quay về khách sạn nghỉ để mai tiếp tục đi sang bên cửa khẩu, thì sang bên Trung sẽ lại chia sẻ với cô chú anh chị và khán giả mọi người những cái thước phim, những cái hình ảnh, những cuộc sống người dân. Đấy, và sang bên Trung kia thì sẽ có rất chi là nhiều những bà con kiều bào người Việt sinh sống và làm việc ở bên đấy, thì Nhi sẽ cố gắng sẽ tiếp cận và sẽ quay và sẽ review cho khán giả, cho mọi người thấy. Chắc chắn là Nhi sẽ phải ở bên đấy một vài hôm và tìm hiểu nhiều thứ. Cung đường này là Nhi đang ở giáp với cửa khẩu nha mọi người nhé. Chỉ ở cái khách sạn này chỉ cách bên kia là cách có một cây ấy thôi, cách có một con sông thôi. Đấy, là bước sang đất Trung Quốc rồi. Đấy, mọi người nhìn những cái tòa nhà chưa? Đấy.